Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Phạm Thành Sơn, hiện tại đang là giám đốc của một phòng khám sản phụ khoa và cũng là chuyên gia dinh dưỡng với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé. Và một vấn đề mà các mẹ đang rất là quan tâm đó chính là làm thế nào để bé có thể tăng cân và phát triển một cách toàn diện nhất. Và chúng ta cũng đã biết để bé phát triển tốt thì chúng ta sẽ cần cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng này. Thứ hai nữa đó chính là giúp cho hệ tiêu hóa của bé cân bằng giữa hệ vi khuẩn có lợi và hệ vi khuẩn có hại. Và thứ ba là chúng ta sẽ cung cấp các loại vitamin và khoáng chất thì bé sẽ có một cái sự phát triển toàn diện nhất. Như bác sĩ Sơn đã tìm hiểu thì Danalac có một sở hữu một cái công thức rất đặc biệt đó chính là Symbiotic. Symbiotic đó chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa prebiotic và probiotic giúp cho cái hệ tiêu hóa của bé phát triển một cách toàn diện nhất. Và chúng ta cũng đã biết làm sao probiotic và prebiotic thì sẽ giúp đào thải cái hệ vi khuẩn có hại và tăng cường cái hệ vi khuẩn có lợi trong hệ tiêu hóa của bé. Và đặc biệt cái hệ vi khuẩn có lợi đó chính là Bifidobacteria, rất cần thiết cho hệ tiêu hóa của bé phát triển toàn diện và hấp thu những cái chất dinh dưỡng được một cách tốt nhất. Trong sữa Danalac Gold Pro có sử dụng cái bộ đôi chất xơ tự nhiên với tỷ lệ gold trên fort là 9:1 và protein dạng whey trên casein là 6:4, rất giống với lại sữa mẹ. Cái điều này sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của trẻ sẽ hấp thu chất dinh dưỡng một cách tối ưu nhất và giúp giảm cái tỷ lệ táo bón ở trẻ nhỏ. DHA và ARA trong Danalac sẽ giúp cho trí não và thị lực của con phát triển một cách tốt nhất trong giai đoạn vàng 5 năm đầu đời. Và đặc biệt mình rất ấn tượng với dòng sản phẩm Danalac, nó chính là còn cung cấp 26 loại vitamin và khoáng chất với một cái tỷ lệ cân bằng giúp cho bé sẽ phát triển một cách toàn diện nhất. Và trên đây là một số cái thông tin mà mình đã tìm hiểu về dòng sữa Danalac Gold Pro. Mình chúc cho các bạn sẽ tìm được những dòng sản phẩm phù hợp giúp cho con yêu của mình tăng cân và phát triển một cách toàn diện nhất. Danalac Gold, dinh dưỡng toàn diện, phát triển công dân toàn cầu.